Xin chào anh chị. Hiện tại thì em đang đi trên quốc lộ 14 hướng từ trung tâm thị trấn Chư Sê chạy đi lên thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai. Ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu với tất cả anh chị một cái lô đất nằm trên ngay cái trục đường quốc lộ 14 này ạ. Từ vị trí lô đất ngày hôm nay em giới thiệu thì chạy đi lên Gia Lai, thành phố Pleiku thì khoảng 17 cây số và lên cái cổng chính của khu công nghiệp Nam Gia Lai là 3 cây số nha anh chị. Trước mặt anh chị là cái khu vực em vừa đi qua ngã ba Phú Mỹ xong đấy ạ. Ở bên tay phải của anh chị là thuộc địa phận xã Gia Tiêm của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Còn bên tay trái là thuộc xã Gia Băng của huyện Chư Bờ Rông ạ. Lô đất ngày hôm nay em giới thiệu thì có cái chiều ngang mặt tiền đường quốc lộ 14 là 30m, chiều sâu là 150m. Và đất thì có hai mặt đường nha anh chị. Một mặt là quốc lộ 14 và mặt sau thì giáp với khu công nghiệp Nam Gia Lai ạ. Như anh chị quan sát, mặt sau của lô đất thì giáp với khu công nghiệp và nó nằm ngay trong cái khu quy hoạch của khu nhà cho công nhân ở đấy ạ. Lô đất ngày hôm nay em giới thiệu thì có sẵn 800m đất thổ cư rồi nha anh chị. Với lợi thế có hai mặt tiền đường và cộng với thổ cư rất là nhiều rồi nên là cái lô đất này cực kỳ thích hợp để anh chị đầu tư phân lô đấy ạ. Lô đất rất là bằng phẳng, ranh giới rất rõ ràng và có cái hướng là hướng Tây Nam nha anh chị. Trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm và cảm thấy lô đất phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0868021102 để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.